Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Và nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like, nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ nói về nam danh ca Chế Linh mà thường thường ngày xưa thường hay dữ dữ cợt chút xíu gọi ông ta bằng ca sĩ lính chê. Vâng, khi mà mình mới ra hải ngoại với quý vị thì ca sĩ rất là ít, hiếm lắm khi nào mà có ca sĩ về, mừng lắm. Và người ta đi coi rần, và thần tượng của mình lúc đó cũng vẫn là ca sĩ Chế Linh. Hồi nhỏ thì trước khi ra hải ngoại á, mình nhớ ở nhà mình á, lúc mà mình ở bên nội, ở bên quận 10 á, thì ở nhà bên nội mình á, có một cái cô ô sinh giống như người giúp việc vậy đó, mà mê giọng hát Chế Linh lắm. Mình lúc còn nhỏ mình đi học về, mình thấy mỗi lần mà nhạc của Chế Linh hát như là Còn Gì Đâu Em, Còn Gì Đâu Em, hoặc là Hoa Sứ Nhà Nàng hay cái gì gì đó, nhiều bài lắm ngày xưa, thì cổ đứng ngẩn người, không quét nhà, dọn nhà, nhưng cứ ngẩn người ngồi nghe, bị bà nội la hoài à. Nó mê cái gì mà mê Chế Linh, mê lính chê gì mê mà đứng đó đến nỗi mà nghe mỗi lần nghe Chế Linh hát là ngẩn người, không muốn làm gì chân á. Mà bao năm qua rồi ha, bây giờ cũng gần 80 rồi phải không quý vị, Chế Linh vẫn có một giọng ca rất là đặc biệt, không có giọng ca nào thay thế được và vẫn còn khỏe như thường. Chế Linh thì người Chàm, chúng ta ai cũng biết, ở bên đây thì có cái hội người Chàm ở Sacramento. Cali Sài Gòn thì cũng có quen với lại một số người là hội người Chàm, thì cũng họ cũng lâu lâu họ cũng mời Chế Linh về đây trong cái những ngày Tết của người Chàm, hoặc là những cái buổi tiệc văn nghệ tại nhà hay này kia đó, thì họ cũng có mời Chế Linh về đây hát. Phải nói rằng bao nhiêu năm rồi giọng hát Chế Linh cũng vẫn vậy, vẫn không thay đổi. Ngày xưa mê lắm Chế Linh Thanh Tuyền, hay Chế Linh Thanh Tuyền, cặp đôi danh ca đó phải nói rằng là rất ngưỡng mộ. Cho đến bây giờ người ở hải ngoại mà nói rằng là muốn nghe Chế Linh hát với ai thì dĩ nhiên là nghe hát với lại Thanh Tuyền. Mặc dù ông hát với rất nhiều người, nhưng mà mình vẫn thích là Thanh Tuyền. Ngày xưa ông hát chung với lại ai quý vị? Quý vị, Giáng Thu nè ha, nhiều người lắm. Vâng, hôm nay tại sao mình nói tới về vấn đề Chế Linh? Tại vì Chế Linh về Việt Nam làm live show, hé lộ tình hình sức khỏe ở tuổi, bao nhiêu quý vị? 80 luôn. Wow, ghê chưa? Ở tuổi 80 luôn. Nghe mấy người bạn mà người Chàm họ nói là Chế Linh uống rượu ngày xưa mạnh lắm, bây giờ cũng vẫn còn uống được nè quý vị nha. Chế Linh với là Trường Vũ. Trường Vũ uống rượu thì khỏi chê luôn. Vào là cứ ực ai lưu đi nào ực đi đó. Vâng, kính thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 9 thì danh ca Chế Linh được khán giả vây kín khi xuống sân bay Nội Bài ở ngoài Hà Nội. Đây là lần hiếm hoi ông về nước biểu diễn sau hơn 2 năm đại dịch. Lần trước thì mình nhớ Chế Linh có về Việt Nam, đã biểu diễn một lần ở Hà Nội rồi, chưa ở trong Sài Gòn, ở Hà Nội có một lần rồi. Như nếu như vậy thì lần này là lần thứ 2 phải không quý vị ha? Có mặt tại sân bay Hà Nội từ sớm, nhóm người hâm mộ xúc động khi tái ngộ Chế Linh. Ở tuổi 80, nam ca sĩ vẫn khỏe mạnh, giữ phong độ về cả ngoại hình lẫn giọng hát. Ông ăn mặc giản dị nhưng tạo ấn tượng với vẻ bề ngoài trẻ trung qua áo sơ mi màu sắc sặc sỡ và với kính đen. Sau một chuyến bay dài, Chế Linh nghẹn ngào khi được khán giả chào đón và gửi tặng hoa ở sân bay. Giọng ca 10 năm tình cũ nán lại sân bay rất là lâu một chút xíu để giao lưu với khán giả, chụp ảnh cùng với là tất cả những người mà hâm mộ đến đó, trao vòng hoa cho ông, trao hoa cho ông, và đến để xem vì sự ngưỡng mộ Chế Linh từ bao lâu nay.
Theo tiết lộ của nam ca sĩ, ông về nước lần này để thực hiện một cái live show bài các kỷ niệm nhân kỷ niệm 60 năm đi ca hát. Sự kiện dự kiến được tổ chức vào ngày 17 tháng 9 tại Hà Nội với sự tham gia của hai ca sĩ khách mời, đó là Khánh Ly và nữ ca sĩ Sơn Tiền và Lệ Quyên. Như vậy là ba ca sĩ chứ đâu phải là hai đâu hả quý vị ha? À không quý vị ơi, xin đính chính lại trong cái tờ báo này là hai vị khách mời là Sơn Tuyền và Lệ Quyên chứ không có Khánh Ly. Sơn Tuyền thì bày tỏ mừng rỡ khi tái ngộ đàn anh Chế Linh sau thời gian dài. Trong khi đó, Lệ Quyên không khỏi háo hức khi song ca cùng nam ca sĩ Gạo Cội. Được biết giọng ca phút cuối sẽ có 2 ngày để tập luyện cùng ban nhạc trước khi trình diễn. Ngoài ra thì Chế Linh cũng góp mặt trong live show của danh ca Khánh Ly tại Hải Phòng. Đây mới là đúng nè, là sẽ ra tới Hải Phòng để góp mặt trong cái live show của Khánh Ly vào ngày 23 tháng 9 với vai trò là khách mời. Đồng thời, ông cũng dự định sẽ biểu diễn tại nhiều tỉnh thành như Lào Cai, Đà Nẵng. Ủa sao không có ở Sài Gòn ta? Ở Sài Gòn rất mong ông về đó để hát. Tại vì ngày trước ngày 1975, ai ở Sài Gòn mà không biết giọng ca Chế Linh đâu, phải không quý vị? Sau thời gian dài sang Canada định cư, Chế Linh lần đầu về nước vào năm 2007. Nam ca sĩ từng làm live show đầu tiên tại quê nhà vào năm 2011. Tôi không ngờ bản thân lại nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình như vậy từ khán giả ở quê nhà. Cho đến hiện tại, tôi vẫn cảm thấy lân lân hạnh phúc vì tình cảm sâu đậm của những người ái mộ mình. Chế Linh xúc động và chia sẻ với báo chí. Dù đã 80 tuổi nhưng Chế Linh vẫn miệt mài tập luyện để giữ giọng. Ông là một trong những nghệ sĩ gạo cội lớn tuổi nhất Việt Nam, hiện vẫn còn hoạt động trong showbiz. Đúng vậy. Thì có một bạn khán giả tên là Minh Hùng Đoàn có biết rằng cháu yêu âm nhạc, yêu bác Chế Linh lắm, mong bác về Quảng Ninh để cháu được coi bác đi hát. Tôi cũng không ngờ được quý vị, lần đầu tiên mà tôi coi được cái clip mà video mà nam danh ca Chế Linh có live show ở Hà Nội á, phải nói rằng khán giả ở ngoài đó rất thích nhạc bolero, thích hơn ở trong Nam luôn nữa, thật sự luôn á. Ở trong Nam thì sau này tiếp thu nhạc trẻ nhiều rồi, có đủ thứ cái giải trí. Tôi cũng nghĩ rằng ở Hà Nội cũng vậy, nhưng mà tôi lại thấy một cái lạ là giới trẻ ở ngoài Hà Nội lại thích giọng ca của Chế Linh và những ca sĩ gạo cội trước năm 1975 như là Khánh Ly nè ha, Sơn Tuyền nè ha. Sơn Tuyền thì sau 75, Chế Linh nè ha, rồi Thanh Thúy nè, Giao Linh nè, đó nhiều lắm. Vâng, mà họ rất thích dòng nhạc bolero. Phải quý vị ha. Vâng, mong và cũng xin chúc cho nam danh ca Chế Linh chuyến về nước lần này tổ chức live show tại Hà Nội, rồi xong đó đi qua Lào Cai hay là những cái tỉnh khác. Chúc ông được thành công, mỹ mãn và có một cái show làm khách mời tại Hải Phòng và hát chung với lại Khánh Ly. Mong rằng danh ca Chế Linh sẽ, nếu mà nó trường tồn mãi mãi thì nó không, nó vô lý phải không các bạn ha. Và thôi, ông sức khỏe được ngày nào hay ngày đó, và mong ông còn tiếp tục có thể được 10 năm nữa là mình mừng rồi. 90 mà còn ca nữa thì chắc cũng hiếm lắm không quý vị ha. 80 mấy tuổi mà còn ca rất là hiếm. Vâng, chúc cho danh ca Chế Linh gặt hái nhiều được thành công trong cuộc sống cũng như là con đường ca hát nghệ thuật sau khi về Việt Nam làm live show của mình. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với Kali Sài Gòn chia sẻ về live show của danh ca Chế Linh. Và nếu thấy thông tin hữu ích thì nhớ cho mình một cái like, nhấn nút đăng ký kênh cho Kali Sài Gòn nha.
Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều và xin chào, xin hẹn lại tất cả quý vị trong một video clip lần sau. Xin chào.